nào là một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Ai cũng muốn có một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Song trên thế gian này, nào đâu dễ có một người bạn đời và một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Người thấu hiểu sự việc, lòng rộng rãi thản đãng mới có thể chấp nhận sự khác biệt của bạn đời. Vợ chồng từng cãi nhau bao lần, từng có lúc chịu bao ấm ức, cũng có lúc tưởng như mỗi người một ngã. Mãi đến khi quay đầu nhìn lại, mới chợt nhận ra có một chút sóng gió mới có thể đổi lấy sự yên bình trong gần ấy năm. Có nhiều người khi bước qua tuổi trung niên mới dần phát hiện ra rằng người bạn đời kiên định bên mình thực sự là quý nhân. Kỳ thực, có không ít cuộc hôn nhân đều trải qua quá trình như thế này. Vừa mới kết hôn thì anh em, sau 3-4 năm thì em lạnh lùng, còn anh xa cách. 5-6 năm sau thì em oán tôi hận. Nhiều năm sau họ mới biết học cách đối xử tốt với nhau, từ từ làm hòa, từ từ chấp nhận cái không hoàn hảo của hôn nhân, chấp nhận cái không hoàn hảo của bạn đời. Thế mới nói, một cuộc hôn nhân được phân thành hai nửa, nửa đoạn trước và nửa đoạn sau. Nửa đoạn trước là khi trẻ tuổi. Có thể nói, nửa đoạn trước của đời người chủ yếu là tranh cãi với người ta, chẳng hạn như tranh cãi với bạn đời, với mẹ chồng, với con cái. Tâm tranh đấu rất mạnh, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Thứ họ muốn là sự tôn trọng và tình yêu, và thứ họ cần là vị trí duy nhất trong trái tim của đối phương. Tuy nhiên, không có ai thuận buồm xuôi gió cả đời được, mà sẽ luôn có những đoạn trắc trở gập ghềnh, tương sinh tương khắc, đối chọi giữa lợi ích và thành công. Khi sự việc không ngừng phát sinh, sẽ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn, trắc trở, khiến ta luôn hướng về nửa đoạn sau. Nửa đoạn sau là tuổi trung niên. Đến đoạn sau của hôn nhân, chủ yếu là chống chọi, như chống chọi với bệnh tật, chống chọi với những khó khăn trong cuộc đời, chống chọi với tuổi già sức yếu. Lúc này tình cảm vợ chồng bỗng nhiên trở nên thân thiết một cách tự nhiên. Đối với khuyết điểm của bạn đời, họ bắt đầu nhìn như không thấy. Từ đó đối phương cũng trở thành một phần không thể thiếu của nhau trong việc chia sẻ niềm vui. Vậy là mãi đến khi bước vào tuổi trung niên, người ta mới dần dần lĩnh ngộ được trí tuệ của hôn nhân. Hôn nhân của một số cặp đôi ở các thành phố lớn vì sao lại mong manh dễ vỡ? Bởi cả hai thường rất xuất sắc, rất mạnh mẽ. Họ không sẵn sàng vì đối phương mà chịu một chút khó khăn, càng không muốn vì tình yêu mà bỏ ra nỗ lực dù chỉ một chút. Tuy nhiên, đến cuối cùng rồi thì ai cũng sẽ hiểu, con người vốn dĩ không hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm. Đó là điều rất tự nhiên trong cuộc sống, và chúng ta ai ai cũng cần một nơi nương tựa gọi là nhà. Bởi thế, chúng ta mới cam tâm tình nguyện chung sống cùng với một người không cùng huyết thống, chỉ dựa vào một chữ tình mà sẵn sàng che chở và sưởi ấm cho nhau, cùng nhau viết nên câu chuyện cuộc đời. Suy cho cùng, con người không thể chạy thoát hôn nhân. Vì thế chúng ta càng sớm thông cảm với những khuyết điểm của đối phương thì càng sớm có được hạnh phúc, tình cảm càng thêm phần tươi đẹp. Chúng ta không phải là người hoàn hảo, sao lúc nào cũng yêu cầu đối phương phải hoàn hảo? Mặt khác, cho dù bạn có hoàn hảo đi chăng nữa thì hôn nhân là căn duyên tiền định. Vì sao không biết như thế để trân quý nhau nhiều hơn? Khi muốn từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do chúng ta bắt đầu. Cụ
cũng tương tự vậy. Khi tức giận đến mức không chịu nổi, tại sao không nghĩ về những ngày tháng tốt đẹp bên nhau? Thực ra, một cuộc hôn nhân trọn vẹn là khi cả hai biết giả khờ mà bao dung hết thảy mọi thứ, biết lùi lại một bước mà chấp nhận tất cả của nhau. Thỏa hiệp không phải là nhận thua mà là trí tuệ. Sau khi nhận ra bản chất của cuộc sống, tha thứ không phải là nhu nhược mà là lòng nhân từ. Sau khi hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, gia đình hạnh phúc là điều mà ai ai cũng đều mong muốn có được. Tuy nhiên, để tạo được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cần phải có sự hòa hợp giữa vợ và chồng. Một cuộc hôn nhân được xem là hoàn hảo nhất là khi chồng là một người đàn ông có nhân cách và vợ là một người phụ nữ có phẩm chất.